tới nhân cái ngày hôm nay làm MC dẫn chương trình chúng ta ha. À, cảm ơn chị Nhuận đọc sách là hay. Cảm ơn chị Nhân Trần Nhân sáng nào cũng mở Zoom. Cảm ơn tất cả các anh chị trưởng nhóm cũng như là tất cả các anh chị đang có mặt trong Zoom. Ngày nào mình cũng lựa chọn sự phát triển đúng không ạ? Để có thể là đạt được những mục tiêu trong cuộc sống của mình. À, bây giờ thì các anh chị chúng ta sẽ cùng với nhau nhắm mắt lại và mình đưa ra cho mình cái quyết định ha. Kết quả mà các anh chị mong muốn đạt được trong buổi Zoom ngày hôm nay trước khi Zoom bắt đầu. Để cảm ơn cả nhà. Nhiều ạ. Ok anh chị ha. À, ngày hôm qua thì chúng ta đã đi qua một cái thói quen tiếp theo để giúp cho các anh chị có được một cái sức khỏe tốt ha. Thì mỗi ngày mình cần phải biết ơn cái món quà sức khỏe đang giúp cho tôi tồn tại. Nha các anh chị. À, vậy thì cái cơ hội để mà cho các anh chị có thể là biết ơn mỗi ngày á, đó là những khoảnh khắc chẳng hạn như là trong một ngày các anh chị có thể rèn luyện cho mình một cái lối sống tỉnh thức. Lối sống tỉnh thức có nghĩa là giờ nào việc đó. Nên là khi mình đang làm cái gì thì mình biết rằng là mình đang làm cái đó. Và mình tập trung là 100% cho cái việc mình đang làm. Chứ mình không có suy nghĩ. Không có, mình không có làm cái này mà mình suy nghĩ những cái điều khác. À, chẳng hạn như buổi sáng khi mà các anh chị thức dậy. Mình bước chân xuống giường, mình đi. Thì các anh chị biết rằng là mình đang đi. Chân trái mình bước thì mình biết rằng là chân trái mình đang bước, nhưng mà chân phải mình bước mình biết rằng chân phải mình đang bước. Chẳng hạn như khi mà các anh chị rửa mặt, rửa mặt thì khi mà các anh chị mở nước ra thì mình tỉnh thức mình biết rằng mình đang mở nước, mình biết ơn dòng nước đúng không ạ, đã giúp cho mình có thể được sống trong vũ trụ này nhờ có nước mà mình có thể uống, mình có thể uống và nó giúp cho mình có được cái cuộc sống. Khi mà các anh chị rửa mặt thì khi mình sờ lên cái làn da của mình thì mình biết rằng là mình đang sờ lên làn da và mình gửi lời biết ơn chị nha, tới cái làn da của mình, tới những cái tế bào ở trên cái làn da. Mình đánh răng thì các anh chị biết ơn cái hàm răng của mình, tại vì khi mà các anh chị rửa mặt của mình là biết ơn làn da của mình á, cái tự dưng các anh chị cái bàn tay của mình nó cũng tôn trọng hơn cũng như là nhẹ nhàng hơn với lại cái làn da của mình. Còn nếu mà mình rửa cho qua có nghĩa là sao ạ, mình đang rửa mặt mình nhớ tới công việc của các anh chị nên mình rửa cho qua, mình còn chưa mình chả biết là mình đang rửa mặt, cứ rửa nhanh 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 nhanh, nhanh cho qua đúng không ạ, thì cái làn da của mình nó sẽ không có đủ tình yêu thương. Như là làn da của mình những cái tế bào nó cũng cần được cái tình yêu thương, nên khi mà các anh chị chăm sóc nuôi dưỡng mỗi ngày bằng tình yêu thương và lòng biết ơn á, thì làn da của các anh chị nó sẽ bắt đầu sáng hơn, đẹp hơn. Khi mà mình đánh răng thì mình biết ơn hàm răng của mình đúng không ạ? Còn khi mà mình tắm thì đó là cơ hội để các anh chị hiện diện với lại bản thân của mình, là mình sờ tới đâu thì mình biết ơn tới đó. Các anh chị ha, mình sờ cánh tay của mình thì mình biết ơn cánh tay của mình, sờ tới cái chân của mình thì mình biết ơn chân của mình, biết ơn tất cả cơ quan nội tạng ở trong cơ thể của mình. Đúng không ạ? Đó là cái cơ hội ha, để mà mình có thể là mình biết ơn tới cái sức khỏe của mình là mỗi ngày.
hai cái anh chị. Còn những cái cơ quan nội tạng nào bên trong cơ thể của các anh chị mà đang không được khỏe đó, nó là đơn giản là nó đang nhắc nhở các anh chị là nó cần tình yêu thương và lòng biết ơn hai các anh chị ha. Nên là thành ra là mình hãy mỗi ngày hãy truyền cho cái cơ thể của mình những cái năng lượng tích cực, tình yêu, lòng biết ơn, và mỗi ngày cần phải nuôi dưỡng, gọi là mình chăm sóc cái cơ thể của mình bằng cách là đầu tiên là các anh chị biết ơn mỗi ngày, tiếp theo là mình biến cái lòng biết ơn đó nó trở thành lối sống của mình nha. Lối sống là thông qua cái việc là mình hiểu cơ thể mình hơn, sau đó mình biết rằng cơ thể của mình cần những cái gì và mình đáp ứng cho cơ thể của mình đúng những thứ đó, và tài sản lớn nhất chính là sức khỏe. Vậy các anh chị nha, đó là bài ngày hôm qua đúng không ạ? Hôm qua thì các anh chị cũng đã dán một cái tờ giấy trong cái ngôi nhà của mình để nhắc nhở mình đúng không ạ? Là món quà sức khỏe đang giúp cho tôi tồn tại và mỗi ngày ít nhất là 4 lần. À, các anh chị có thể nhìn vào cái tờ giấy đó mà mình chậm rãi mình đọc đọc để mà mình biết ơn, sẽ giúp cho cái sức khỏe của các anh chị sẽ tốt lên rất là nhiều. Ok, và ngày hôm nay thì chúng ta đi qua tiền bạc nhiệm màu. Và mình ứng dụng lòng biết ơn như thế nào để giúp cho các anh chị có được nhiều tiền hơn. Các anh chị, vậy thì ở đây tác giả nói một câu rất là hay, đó là người biết ơn thì luôn đủ đầy, còn kẻ phàn nàn thì mãi thiếu thốn. Và một trong những cái lý do mà khiến cho cái cuộc sống của mình bị thiếu thốn tiền bạc, đó là vì bên trong mình có những cái cảm xúc chẳng hạn như là lo lo âu, nghĩa là mình nghĩ về công việc của mình, nghĩ về tương lai của mình cảm thấy lo, không biết là tương lai của mình sẽ như thế nào. À, tiếp theo là cái cảm giác của sự ghen tị, chẳng hạn như có ai đó có một điều gì đó mà mình không có, mình cảm thấy là ghen tị. Và ghen tị đây là một cái cảm xúc nó không có tích cực, và khi mà mình ghen tị có nghĩa là bên trong của mình nó đang bị thiếu thốn, mình lo nó cũng thể hiện rằng bên trong của mình cũng đang bị thiếu, mà mình ghen tị thì cũng vậy luôn, tại vì nếu mà mình có rồi thì mình đâu cần phải ghen tị đúng không chị? Đố kỵ hay là mình có những cái cảm giác của sự thất vọng, vì sao có những cảm giác này? Nó là bởi vì các anh chị không có đạt được những điều các anh chị mong muốn, nên là mình có cảm giác này, và đây cũng là một cái cảm giác nó cũng không đủ đầy luôn. Nghi ngờ hay là sợ hãi về tiền bạc nó sẽ không bao giờ giúp cho mình có được nhiều tiền hơn. Có những cảm giác sợ, nghi ngờ các thứ, giống như các anh chị rằng những cảm xúc này là những cái cảm xúc mà nếu mà mình để nó bên trong cơ thể của mình lâu quá, nó sẽ dẫn tới là ngoài cái việc là tiền bạc không có được lưu thông ha, mà nó còn làm cho cái sức khỏe của mình không được tốt nữa. Nên là thành ra nghe chị, mình phải học cái cách để chuyển hóa cảm xúc này của mình thật là nhanh. Và những cái cảm xúc đó nó đến từ cái việc đó là mình không có biết ơn tiền bạc. Mình không có biết ơn là tất cả những khoản tiền mà mình đang có trong cuộc sống, là mình đã và mình đang nhận được trong cuộc sống, đúng không ạ? Và khi mà mình có những cảm xúc không tích cực này, nó khiến cho mình sợ, có những cái suy nghĩ cũng như cảm thấy không tích cực về tiền bạc luôn. Và nếu như bên trong của mình mà có những cảm xúc không tích cực về tiền bạc thì nó sẽ làm cho cái dòng tiền của mình không có được lưu thông. Và tác giả cũng chia sẻ mình một câu rất là hay như thế này anh chị. Đó là dù tình trạng hiện nay như thế nào thì chính ý nghĩ rằng mình không có đủ tiền là biểu hiện của sự vô ơn với số tiền mà bạn đang có. Nên là bạn cần phải thôi nghĩ về hiện trạng của mình và hãy cảm thấy biết ơn số tiền mình đang có. Chỉ có bằng cách đó thì tiền bạc trong cuộc sống của mình mới gia tăng một cách nhiệm màu thôi. Ví dụ như những thấy một số các anh chị hay nhắn tin hỏi: em ơi, sao chị học tập chị cũng ứng dụng xem thức nó hấp dẫn
nhưng mà chị không có đạt được mục tiêu về tài chính. Chị đang cảm thấy không có được vui, không có được hài lòng. Xong rồi cái Diễm mới hỏi là chị đặt mục tiêu nhiêu, chị đặt mục tiêu 100 triệu, thu nhập của chị hiện tại bây giờ là bao nhiêu, thu nhập của chị hồi xưa á, trước khi mà tham gia, trước khi mà biết tới môi trường câu lạc bộ là bao nhiêu. Chị nói là 10 triệu. Trước khi biết tới môi trường câu lạc bộ là 10 triệu nha. Sau một khoảng thời gian mà chị ứng dụng thì bây giờ thu nhập của chị gia tăng bao nhiêu rồi? Chị nói là gia tăng lên được 20 cho đến 30 rồi. Có nghĩa là gấp 2 cho đến gấp 3 lần. Đó. Cái chị thấy rằng là đặt mục tiêu gấp 10 lần. Nhưng mà sau một cái thời gian ứng dụng thì thu nhập đã tăng lên gấp 2, gấp 3 lần. Là cái đó là một cái điều các anh chị mà mình cần phải ghi nhận và biết ơn. Không phải là mình đổ thừa cho tiềm thức, đổ thừa cho vũ trụ, đổ thừa cho sức mạnh tiềm thức nó không có nhiệm màu, mà là mình phải hiểu được rằng những cái gì mình nhận được nó sẽ bằng tư duy gốc rễ của mình cộng với lại cái giá trị mình trao đi cho cộng đồng. À, nên là đầu tiên các anh chị là mình phải ghi nhận, mình biết ơn. Hồi xưa thu nhập có 10 triệu thôi mà bây giờ được 30 rồi. Còn nếu như á, mà mình không có ghi nhận và biết ơn các anh chị, mà mình cứ bảo rằng là sao tôi không đạt mục tiêu, sao tôi không đạt mục tiêu á, thì cái 30 đó rồi nó sẽ quay lại là cái 10 đó. Nó sẽ quay lại y chang như cũ luôn. Và cuộc sống của mình nó lại càng không tích cực hơn. Bởi vì sao ạ? Mình không có đủ lòng biết ơn cái tiền bạc. Khi mà mình cứ tập trung vào cái việc là mình không đạt mục tiêu, mình không đạt mục tiêu, thì bên trong của mình nó cảm thấy là nó bị thiếu thốn, không có đủ đầy. Và khi mà bên trong của mình có cái cảm giác là không có đủ đầy, mình không đạt mục tiêu mà đâu có vui, thì sao ạ? Cái cảm xúc không tích cực nó dẫn tới cái việc là mình không có năng lượng, mình không có năng lượng để làm gì hết trơn. Mình muốn buông xuôi, mình không có làm nữa. Và khi mà mình không có năng lượng thì sao ạ? Thì nó lại quay không hành động gì hết nữa, mà cảm xúc không tích cực nữa, lại quay trở lại như cuộc sống ban đầu của mình luôn. Và khi mà cảm xúc không tích cực thì mình lại thu hút những điều không tích cực thôi. Nên là tác giả chia sẻ với mình rằng nha chị, đó là mình cần phải học cách biết ơn cái số tiền mà mình đang có, biết ơn cái số tiền mình đang có nghe chị, học học cách biết ơn với những gì mình đang có trong khi theo đuổi những điều mình mơ ước đó. Hãy nghĩ về cái số tiền mà các anh chị đang có, nó đã giúp đỡ cho cuộc sống của mình lên như thế nào, và mình ghi nhận, mình biết ơn. Chứ đừng tối ngày cứ trời ơi, sao tôi không đạt mục tiêu, tôi không đạt được mục tiêu, chắc là do luật hấp dẫn rồi. Hay là chắc là do người trưởng nhóm của tôi không chịu hỗ trợ cho tôi, do người trưởng nhóm của tôi không có nhiệt tình nữa, mà do họ, chắc là do kiến thức, do công thức gì đó, nên là tôi không đạt được mục tiêu. Và khi mà mình càng không biết ơn á các anh chị, chẳng hạn như đầu tiên mình không biết ơn mình tiền nha, thì mình không có nhiều tiền hơn. Và khi mình không biết ơn những mối quan hệ xung quanh thì sao ạ? Thì những cái mối quan hệ đó nó lại càng ngày càng không ở lại. Cái gì mình không biết ơn là bị lấy lại mà. Cái mình không vui, cái mình không biết ơn tới gia đình, thế là mối gia đình của mình không hòa hợp. Và nó xuất phát từ cái việc đó là bên trong của mình có những cảm xúc không tích cực, và mình hay than phiền đổ lỗi. Vậy thì trường hợp này á, mình cần phải, nếu nếu như là một người thành công á các anh chị, thì họ xử lý như thế nào? Đầu tiên á, là họ ghi nhận và biết ơn. Bởi vì mình đang có sự phát triển. Hồi xưa thu nhập có 10 triệu thôi, bây giờ được 30 rồi. Trời, gấp 3 lần rồi. Diễm hỏi các anh chị, giờ đi làm thuê cái gì mà để thu nhập tăng gấp 3 lần chỉ trong vòng vài tháng, đúng không các anh chị? Mình đặt tăng gấp 10 mà giờ nó tăng gấp 3 rồi, thì mình phải biết rằng là nó đang có sự phát triển lên, mình đang đi đúng đường rồi, mình đang đi đúng hướng rồi. Mình ghi nhận và mình biết ơn về những cái số tiền nữa mà tiềm thức vũ trụ cũng như rất là nhiều những quý nhân. Biết ơn số tiền đã đến với cuộc đời của mình. Vì mình biết rằng mình đang đi đúng hướng.
Thì để bây giờ mình có thể gia tăng lên gấp 10 thì mình phải hiểu là vũ trụ là những gì mình nhận được bằng tư duy gốc rễ của mình cộng giá trị mình cho đi cộng đồng. Vậy thì việc của mình đó là mình tiếp tục là duy trì và phát triển lên tiếp, và mình học cái cách làm sao để mình trao đi giá trị cho cộng đồng nhiều hơn. Rồi mà cứ tiến về phía trước, học tập phát triển trao đi giá trị cộng đồng cho đến khi mà thu nhập của mình nó đạt được cái đỉnh điểm này, gia tăng lên gấp 10. Tư duy của mình đã gia tăng lên gấp 10 và cái giá trị mình cho đi cho cộng đồng cũng gia tăng gấp 10. Thì lúc đó thu nhập của mình nó tăng gấp 10 được các anh chị. Chẳng hạn như các anh chị đang bán sản phẩm hay dịch vụ gì, đúng không ạ? Thì mình phải sử dụng sản phẩm hay dịch vụ đó giúp đỡ cho số lượng gấp 10 lần cái số lượng người hiện tại mình đang giúp đỡ. Thì lúc đó thu nhập của mình nó tăng gấp 10 được chứ. Chứ đâu phải mình cứ nói rằng là mỗi ngày mình dành 3-4 tiếng đồng hồ mình nằm mình tưởng tượng. Cái cuối cùng mình thấy là thu nhập mình chưa gia tăng gấp 10, thế là mình ngồi đó mình than phiền, mình đổ lỗi. Nha các anh chị nha. Có nghĩa là cái việc á, hình dung tưởng tượng á, hình dung tưởng tượng mà nó sẽ giúp cho những cái mục tiêu của các anh chị vào bên trong tiềm thức. Từ suy nghĩ nó sẽ dẫn tới cảm xúc. Từ cảm xúc sẽ dẫn tới hành động, có nghĩa là mình sẽ hành động mạnh mẽ hơn và hiệu quả hơn để làm sao mình có thể trao đi được nhiều giá trị cộng đồng hơn. Và từ cái hành động mới tạo ra kết quả các chị. Chứ không phải là mình cứ nằm mình cứ tưởng tượng vậy hoài, cái số lượng người mình giúp đỡ cũng y chang như hồi xưa, chả gì thay đổi. Nhưng mà mình lại mong muốn thu nhập cho tăng cấp 10. Ha, nên thành ra là đối với những người thành công họ hiểu được cái điều này. Nên là nếu như mà họ đặt ra mục tiêu các anh chị, họ biết rằng họ cần phải phát triển và luôn luôn suy nghĩ cách làm sao để trao nhiều hơn giá trị cho cộng đồng, đơn giản vậy thôi, và phải thật sự biết ơn các anh chị với tất cả số tiền mình đang có. Hãy nghĩ về cái ngày đầu, hãy nghĩ về cuộc sống của mình hồi xưa và cuộc sống của mình bây giờ để mình cảm thấy là nó tuyệt vời như thế nào, đúng không? Mình ghi nhận và mình biết ơn nha các anh chị nha. Chứ đừng bao giờ mình nói cái câu là rồi ô mình không đạt, mình chưa đạt được mục tiêu, mình không hài lòng, mình không vui. Đó, cái đó là mình bị rơi vào cái bẫy đó. Rơi vào cái bẫy nó khiến cho các anh chị không có biết ơn và về những gì mình đang có nha chị. Và khi bị rơi vào cái bẫy đó thì sao ạ? Thì bắt đầu các chị sẽ thấy rằng là một số những khía cạnh trong cuộc sống bắt đầu nó không tốt. Hồi xưa Diệm cũng đã từng cái tiền bạc của mình nó không được lưu thông, có nghĩa là mình thấy tiền bạc nó cũng vây quanh mình nhiều lắm, chỉ có một cái mình hút về không có được nha Diệm. Lúc đó mình rất là khao khát giờ làm sao đây ta, giờ làm sao để tiền bạc của mình nó lưu thông được. Tại vì hồi xưa Diễm kinh doanh á, mà Diễm kinh doanh mà trong cái giai đoạn mà có cái con Covid á các anh chị xuất hiện á, thế là công việc kinh doanh của mình không có kinh doanh được như hồi xưa nữa. Là cái dòng tiền của mình á nó không có lưu thông nữa. Mỗi ngày mình phải chi tiền ra các thứ, đúng không ạ? Nhưng mà nó không có dòng tiền vào. Thế là Diễm khao khát lắm. Cái lúc đó mình mới sao bắt đầu không tích cực. Mình bảo rằng là do cái này, do người kia, do người nọ, do cái lọ, do cái chai, nên là khiến cho mình mới rơi vào cái trạng thái như thế này. Cái mình toàn lo, mình trách, cái mình móc không, phàn nàn á. Và khiến cho mình rất là không tích cực luôn, không tích cực. Và không tích cực thì mình đâu muốn làm gì đâu. Và không tích cực thì sao? Thì cái sức khỏe mình nó không tốt. Mình ăn uống nè, mình ăn uống mình không tích cực á, thì nó vào cái cơ thể của mình, nó cũng biến những thức ăn đó trở nên không tốt. Thế là sức khỏe cũng không tốt luôn. Hồi mối quan hệ thì khỏi nhắc. Mối quan hệ mình phàn nàn làm sao mối quan hệ tốt được, đúng không? Nói chung là lúc đó là mình rơi vào cái trạng thái rất là không tích cực. Mình thấy được cái điều đó và lúc đó mình rất là khao khát các anh chị làm sao để mình phải thoát ra khỏi cái trạng thái đó. Thoát ra càng nhanh càng tốt. Bởi vì mình biết rằng là nếu như mình ở trong trạng thái này mà nó lâu, thì nó không tích cực mà lâu quá mình lại tiếp tục thu hút những điều không tích cực. Và rất là may mắn các anh chị, đó là lúc đó chị bắt đầu
thực hành lòng biết ơn theo cuốn sách này, và mình mới hiểu ra được rằng là thì ra là mình đang không tích cực về tiền bạc, về những cái mối quan hệ xung quanh, nên là tiền bạc của mình nó không có được lưu thông. Cái mối quan hệ nhiệm màu đó nghe anh chị nha, nó rất là tuyệt vời đó. Vì sao tác giả sắp xếp nè, là sức khỏe đầu tiên, đầu tiên á, là tác giả sắp xếp nè mối quan hệ đúng không ạ, đầu tiên á, là về chính bản thân của mình ha, đó là các anh chị cảm thấy mình thật là hạnh phúc đúng mà mình rèn luyện thói quen ăn mình thành công mỗi ngày. Tiếp theo đó là thực hành về mối quan hệ, mối quan hệ sau đó tới mới sức khỏe đúng không ạ, và sau đó mới tiền bạc. Tác giả biết rằng là có rất nhiều người họ quan tâm về tiền hơn chứ, đúng không ạ? Nhưng mà vì sao là xếp tiền bạc nằm sau sức khỏe và mối quan hệ? Nên ai cũng quan tâm về tiền nhiều hơn nghe chị. Tại sao không để tiền bạc phía trên? Và tiền bạc là xếp cuối cùng, xếp sau sức khỏe và mối quan hệ. Đó là bởi vì nghe chị, có sức khỏe thì chúng ta mới có thể sống trên cuộc đời này được, mới kiếm tiền được. Vậy sao các anh chị đồng ý với Diễm điều này ạ? Sức khỏe là tài sản quý giá nhất đó. Không có sức khỏe là không có mừng ăn được gì á, mục tiêu, mục tiết, gia đình gì cũng không được. Yếu tố tiếp theo các anh chị, đó là mối quan hệ. Bởi vì có phải là các anh chị kiếm tiền, các anh chị muốn thành công các thứ, cuối cùng là mình cũng mong muốn là vì gia đình của mình không? Và tiền bạc các anh chị nó không có phải là mình đi kiếm ngoài đường, không ai rơi ngoài đường cho mình kiếm hết trơn. Tiền bạc, để có tiền được được tiền bạc mình phải trao đổi giá trị, mình phải trao đổi giá trị, và ai đó họ đưa tiền cho mình chứ không phải là tiền mà mình đào dưới đất nó có đúng không ạ? Vậy thì để mà ai đó họ đưa tiền cho mình á thì họ phải yêu thương quý mến và tin tưởng mình, họ mới đưa tiền cho mình. Chẳng hạn như khi mà các anh chị đi mua một cái món đồ nào đó, các anh chị có mua cái người mà các anh chị không tin tưởng không? Cái người mình không thích mình có mua không ạ? Người mình không thích là mình né ra, mình không mua rồi. Mình còn nói bạn bè, bà con dòng họ của mình né ở chỗ đó ra, đúng không ạ? Bởi mình không thích. Không những mình không mua, mình còn xúi bà con dòng họ mình là không nên mua. Còn nếu mà cái người mình yêu thích thì sao ạ? Mình yêu thương quý mến tin tưởng mà mình đang cần cái món đồ dịch vụ đó là mình mua người đó, mình còn giới thiệu nữa cơ. Trời ơi, mình nó bán hàng dễ thương lắm. Rồi có cô bán hàng thì dễ thương qua đó mua. Vậy thì người ta cho mua hàng, người ta chỉ trao đổi tiền hay gì? Trao đổi giá trị với những ai mà họ yêu thương quý mến tin tưởng thôi. Nên nếu như là cái mối quan hệ của mình nó không hòa hợp á thì làm sao tiền bạc có lưu thông được? Ví dụ như mình không hòa hợp với khách hàng của mình, khách hàng của mình đã mua hàng của mình đâu thì sao tiền bạc lưu thông? Ví dụ mình không hòa hợp với lại ba mẹ của mình, rồi người thân trong gia đình các thứ thì họ không thích mình nghe chị, tiền bạc không lưu thông được. Nên là mối quan hệ là một trong những cái yếu tố giúp cho các anh chị lưu thông tiền bạc. Nên là vì sao có nhiều anh chị khi mà tham gia vào môi trường câu lạc bộ thực hành là biết ơn á, cái hòa hợp được cái mối quan hệ với lại gia đình của mình, tự dưng cái được ba mẹ cho đất. Các anh chị nào ở đây được ba mẹ tặng đất không ạ? Ba mẹ nào được tặng đất comment tôi ạ. Comment tôi chỉ cảm hứng cho các anh chị còn lại này. Nhiều thế. Trời ơi. Trời ơi. Các anh chị thấy không ạ? Có nghĩa là mối quan hệ với cha mẹ của mình mấy chục năm nay rồi, nhưng mà cha mẹ của mình chưa có tin tưởng mình, chưa có yêu thương, chưa có tin tưởng đúng không ạ? Nên là thành ra là chưa dám đưa, cảm thấy không có được yên tâm. Mối quan hệ mình không hòa hợp được với lại cha mẹ của mình á, thế là tiền bạc đâu về, tài sản nó đâu lưu thông đâu. Nhưng mà khi mà mình học cái cách sao ạ, mình biết hòa hợp cái mối quan hệ với chính mình, với những người xung quanh, thì bắt đầu tiền bạc lưu thông. Hồi ôi được tặng tài sản mà được tặng ghê. Tài sản, tiền bạc, quà cáp.
rất là nhiều thứ, và những cái thứ đó chúng ta quy đổi là thành tiền hết mà. Vi diệu nha, quá vi diệu luôn nghe chị. Nên Diệm nói nghe anh chị là yếu tố mối quan hệ là một yếu tố rất là quan trọng, và trong kinh doanh cũng vậy. Trong kinh doanh á, Diễm thấy là chỉ cần là có một số người mà họ cái mối quan hệ của họ không tốt một cái thôi là tự dưng dòng tiền của họ nó cũng không có được lưu thông, nghĩa là họ không có biết ơn những mối quan hệ nhiệm màu á. Được bố chồng cho một lô đất, trời ơi hay quá vậy, chúc mừng chị Thắm, quá quá vi diệu đi. Cái chị thấy hòa hợp mối quan hệ quan trọng chưa? Và trong kinh doanh cũng vậy đó. Diễm thấy con bạn đó, bạn ấy đang đang kinh doanh có kết quả rất là tốt luôn. Xong rồi cái kết quả tốt mà, xong vô vô cái giai đoạn tuổi teen. Giai đoạn tuổi teen là sao? Cái chị biết con cái của mình mà trong giai đoạn tuổi teen thì nó làm sao nghe chị? Không, vô 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 giai đoạn tuổi teen có nghĩa lúc đó là trời ơi tôi là tuyệt vời nhất rồi. Cái người sao ạ, người lãnh đạo của tôi không biết gì hết trơn, tôi mới là người biết đây nè các thứ mà, và lúc đó là không có biết ơn nữa, không không phát triển nữa, cũng không biết ơn nữa, tôi biết rồi. Thế là từ cái khoảnh khắc mà cái người đó không có biết ơn nữa các anh chị, mối quan hệ không hòa hợp đúng không, thì tự dưng cái công việc kinh doanh nó bắt đầu nó đang đi lên khủng khiếp lắm nha, cái bắt đầu nó quay quay đầu ngược lại theo cái chiều hướng không đi lên nữa. Sau đó khi mà trong cái tình huống là bạn ấy thấy rằng rồi sao tự dưng cái công việc kinh doanh của mình không đi lên nữa, thế là bạn ấy mới ngồi lại học bài học, biết rằng là trong thời gian qua mình chưa đủ lòng biết ơn. Và bắt đầu là bạn ấy xây dựng lại cái gì, cái lòng biết ơn với tiền bạc, với sức khỏe, với mối quan hệ. À, thì ngay lập tức các anh chị khi mà thái độ tốt lại, biết ơn lại, thì cái công việc kinh doanh bắt đầu nó lại phát triển lên lại. Nó hay vậy đó, vi diệu lắm các anh chị. Nói chung là Diễm mới kinh doanh mà, Diễm kinh doanh trong mấy năm qua, những cái trường hợp này Diễm chứng kiến nhiều lắm. Hai cái chị ha, nên là thành ra là cái mối quan hệ nhiệm màu nó quan trọng lắm đó. Những con người xung quanh ta đều là vũ trụ thu nhỏ hết, nên là mình hãy luôn luôn nhìn mọi người đúng không ạ, bằng cái sự tôn trọng, yêu thương và biết ơn, nhìn vào những điều tốt đẹp của họ, ghi nhận và biết ơn. Hai cái chị ha, để mình có được những mối quan hệ hòa hợp, mình phải chấp nhận được chính mình phải chấp nhận được thế giới, và mình phải chấp nhận được người khác, chấp nhận sự khác biệt. Chứ mình không thể nào mình bắt người khác giống mình được. Đầu tiên mình phải chấp nhận được chính mình này nghe chị. Mình biết rằng là mình cũng có những điểm mạnh và những điểm chưa mạnh. Chấp nhận được chính bản thân của mình. Sau đó mình chấp nhận được người khác. Luôn luôn có sự khác biệt đúng không ạ? Chứ mình không thể nào mình bắt người ta thay đổi đi giống mình được. Khi mà mình bắt ai đó thay đổi giống mình thì Diệp nói với anh chị là mình không thể nào bắt ai thay đổi đâu ạ. Mình chỉ có thể thay đổi được chính bản thân của mình thôi. Khi mà mình bắt người khác thay đổi á, thì nó chỉ diễn ra những cái điều khiến cho các anh chị không hạnh phúc thôi. Người đó chả thay đổi gì đâu. Mình chỉ có quyền năng thay đổi chính mình thôi. Nên là mình đừng bắt ai phải thay đổi gì cả. Hãy chấp nhận sự khác biệt. Không sao cả đó mà, câu câu cửa miệng của mình là không sao cả. Ừ, có nhiều người ấy, là nói chung là mỗi người mỗi tính, mỗi người mỗi tính tình cái sẽ ha, nên là khi mà mình tiếp xúc với ai hay là mình nói chuyện với ai thì mình cũng cần phải hiểu cái người đó phương chút và chấp nhận sự khác biệt. Có đôi khi là họ nói một vài câu gì đó mình nghe mình cảm thấy là nó không có được hài lòng lắm, nhưng mà đối với họ họ nói ra câu đó họ chả có ý gì, không ý gì hết trơn, nên thôi bỏ qua kệ, chấp nhận sự khác biệt không sao cả, vẫn vui vẻ vẫn hạnh phúc. Một là mình đúng, hai là mình hạnh phúc, một là mình đúng, hai là mình giàu. Giờ một là các anh chị đúng, hai là hạnh phúc, các anh chị chọn gì ạ?
chọn hạnh phúc đi. Ai đúng cũng được, kết quả miễn sao hạnh phúc là được. Chứ giờ mình đúng xong rồi cái cuối cùng ta nói không có hạnh phúc, không có gì hết rồi thì nó có ý nghĩa gì đâu, đúng chi đâu cái chị nha. Nên là hãy chấp nhận sự khác biệt của người khác và hãy chấp nhận được bản thân của mình. Đây là lời Đức Phật dạy, mình phải chấp nhận được bản thân của mình, phải chấp nhận được thế giới và chấp nhận được người khác, thì lúc đó mình mới sống hạnh phúc được. Ok, bây giờ thì dì với các anh chị chúng ta sẽ thực hành ha. Cảm thấy biết ơn đối với tiền bạc nha. Khi chỉ có một số ít tiền thôi, có thể nó là một cái thử thách đó. Nhưng mà một khi hiểu được rằng mọi thứ sẽ không thay đổi cho đến khi bạn cảm thấy biết ơn, thì bạn sẽ có động lực để làm. Chẳng hạn như bây giờ mình chưa có nhiều tiền mà bắt mình biết ơn thì nó cũng là một thử thách đó nha chị. Nhưng mà các anh chị hãy nghĩ rằng thay vì là mình nghĩ ít tiền hay nhiều tiền thì các anh chị hãy biết ơn vì cái số tiền đang có hiện tại nó giúp cho mình có cuộc sống tuyệt vời như thế nào. Ok chị ha. Cho dù hiện tại cái số tiền mình đang có là bao nhiêu thì mình cũng hãy bắt đầu nuôi dưỡng nha chị và biết ơn đó. Y chang như một cái cây á. Cái cây mà giờ lâu ngày mình không có chăm sóc á thì bây giờ nó héo rồi. Giờ việc của mình là giờ làm sao cho cây này nó phát triển tươi tốt lại, là mình phải chăm sóc đúng không? Mình phải chăm sóc, mình phải yêu thương, mình phải biết ơn cái cây đó thì nó mới phát triển tươi tốt lại. Chứ mình không thể nào mình cứ ngồi đó mình cứ than phiền là cái cây này sao mà nó còi cọp, cây này nó không có chịu lớn hay là nó thế này thế kia. Mình lại càng khi mà mình có những cảm xúc như vậy, cảm xúc không tích cực với cái cây đó thì cái cây nó lại càng không phát triển. Nên việc của mình đó là mình biết ơn những gì mình đang có các anh chị và chăm sóc, yêu thương và biết ơn cái số tiền mình đang có các anh chị ha, kể cả nó nhiều hay là nó không nhiều. Bây giờ thì chúng ta hãy ngồi xuống dành vài phút để nghĩ về tuổi thơ của bạn. Khi mà bạn chưa có hay là chỉ có rất là ít tiền thôi, hãy nhớ lại những ký ức mà trong đó tiền bạc được người khác chi trả giúp cho mình. Sau đó mình hãy nói và cảm nhận từ kỳ diệu là cảm ơn bằng cả tấm lòng đối với mọi kỷ niệm ấy. Ví dụ, các anh chị ngồi nghiệm lại. Ngay từ lúc mà mình còn nhỏ đó, có ai đã mua cho mình, tặng cho mình một bộ quần áo mà lúc đó mình còn nhỏ nên là mình chưa nhận thức được, đó là mình còn phải biết ơn đúng không ạ? Thì chúng ta quay lại những khoảnh khắc đó để mình biết ơn. Ai đó tặng cho các anh chị chiếc xe đạp, ai đó tặng cho mình một cuốn vở, ai đó cho mình một cái số tiền để mình đi học, cho mình một cái bữa ăn. À, hãy quay trở lại những khoảnh khắc đó, gửi cái lời biết ơn để mình cho đi cái tần số nha chị, tần số tốt đẹp, những cái tần số đủ đầy yêu thương. À, khi mà các anh chị cho đi cái tần số này thì ngay lập tức cái cuộc sống hiện tại của mình nó sẽ có được cái sự thay đổi. Hai các anh chị ha. Rồi bây giờ thì giữa các anh chị chúng ta sẽ cùng nhau thực hành luôn nha. Chúng ta sẽ cùng nhau nhắm mắt lại đi ạ. À, nhờ ban tổ chức có thể cho các anh chị một ít nhạc ha. Chúng ta sẽ có khoảng từ 2 đến 3 phút nha để các anh chị nhắm mắt lại, ngồi thư giãn, thả lỏng và hãy nghĩ về ngay từ nhỏ đến hiện nay những cái khoảnh khắc nào mà các anh chị được ai đó cho mình cái điều gì đó. À, và mình gửi cái lời biết ơn tới những con người tuyệt vời này, tới cái số tiền mình nhận được. Rồi, cảm ơn các anh chị, chúng ta bắt đầu. Các anh chị nhắm mắt lại.
ha. Rồi có bên số các anh chị là khi mà mình nghĩ về những khoảnh khắc như vậy các anh chị biết ơn, thì ngay bây giờ cái cảm xúc bên trong của mình như thế nào ạ? Các anh chị có cảm nhận được cái sự đủ đầy bên trong của mình không ạ? Mình rất là hạnh phúc đúng không ạ? Rất là bình an, vui. Ok, vậy thì bây giờ sẽ có thêm một cái bài tập nữa. Đó là các anh chị sẽ lấy một cái tờ tiền mệnh giá nhỏ thôi. Các anh chị, tại vì tờ tiền mệnh giá lớn thì để mình đầu tư cho tăng tài sản thôi nha. Nên mình lấy tờ tiền mệnh giá nhỏ thôi. Chẳng hạn như 500, 1.000 hay là 2.000 gì đó. À, sau đó các anh chị sẽ là viết cái câu này lên một cái tờ giấy. Đó là cảm ơn tất cả những khoản tiền tôi đã nhận được trong cuộc sống để nhắc nhở mình là mỗi ngày mình cần phải biết ơn tiền bạc, thì tiền bạc của mình mới gia tăng lên được. Các anh chị viết câu này vào một tờ giấy và sau đó lấy cái tờ giấy này mình dán lên cái tờ tiền. Ha, dán lên tờ tiền. Và hãy đem theo cái tờ tiền nhiệm màu này để nó trong ví của mình hoặc là trong giỏ xách hoặc là trong túi áo. Tùy. Ít nhất là một lần trong buổi sáng, một lần trong buổi chiều hoặc là bao nhiêu lần tùy thích. Các anh chị hãy lấy cái tờ tiền nhiệm màu này ra, cầm nó trong tay, đọc những cái từ mình đã viết với lòng biết ơn thực sự cho cái sự đủ đầy về tiền bạc mà bạn có được trong quá khứ. À, này, đọc những cái từ bạn đã viết với lòng biết ơn thực sự cho sự đủ đầy về tiền bạc mà bạn đã có được trong quá khứ nha. Có nghĩa là các anh chị đọc cái câu này, cảm ơn tất cả những khoản tiền tôi đã nhận được trong cuộc sống và hãy nhớ lại trong quá khứ đúng không ạ? Giống như hồi sáng tới giờ đó. Những cái khoảnh khắc nào mà các anh chị đã nhận được tiền bạc. À, mình hãy gửi cái lời biết ơn chân thành của mình. Cảm xúc của các anh chị mà càng nhiều bao nhiêu thì phép màu sẽ thay đổi tình trạng hiện tại về tiền của mình càng nhanh chóng bấy nhiêu. Hay đó các anh chị, bởi vì mình đang chuyển hóa cái cảm xúc bên trong của mình mà. Thay vì là mỗi ngày mình phải trong cái cảm xúc đó là lo âu, rồi mà nghi ngờ, sợ hãi các thứ, thì bây giờ mình sẽ chuyển hóa cái cảm xúc đó thành một cái cảm xúc đó là mình rất là bình an, giống như lúc nãy với cái chị trải nghiệm đó. Bình an, mình vui vẻ, mình hạnh phúc và bên trong của mình cảm thấy rất là đủ đầy. Nghe chị nha, và đây chính là cái tần số để mình lưu thông được tiền bạc của mình đó. Bây giờ các chị rõ phần này comment tôi ạ. À, và các anh chị sẽ không biết trước được là khi nào tiền của mình sẽ gia tăng, nhưng mà bạn sẽ thấy rất nhiều tình huống thay đổi và mang lại nhiều tiền bạc hơn. Ví dụ mình nhận được những khoản tiền mặt hay là ngân phiếu bất ngờ, có khi có ai tự nhiên lì xì cho mình như vậy hoặc là sao, hoặc là mình được giảm giá, mình mua đồ mình được giảm giá, mình được hoàn tiền hay mình được giảm chi phí, hoặc là mình nhận rất là nhiều những sản phẩm vật chất mà thông thường phải tốn tiền mới có được, có khi có ai đã tặng quà cho mình, thường là mình phải tốn tiền mới mua được, thì bây giờ sao mà mình được tặng đúng không ha. Đó là bắt đầu là cái chị thấy dấu hiệu đó, khi mà các anh chị chuyển chuyển đổi được cái cảm xúc bên trong của mình sang cái cảm xúc đủ đầy biết ơn, bình an, vui vẻ, hạnh phúc ha, thì bắt đầu các anh chị sẽ thấy là tiền bạc sẽ được thu hút về với mình bằng rất là nhiều những cái con đường khác nhau đó. Và sau ngày hôm nay thì mình đặt cái tờ tiền nhiệm màu của mình ở cái nơi mà mình hay nhìn thấy nhất. Rồi, để chi ạ? Để gợi nhắc bản thân của mình biết ơn về khoản tiền đủ đầy mà bạn nhận được. Và cũng đừng quên rằng bạn càng nhìn vào tờ tiền nhiệm màu nhiều lần thì bạn càng kích hoạt cho nhiều phép màu hơn. Càng nhiều lần biết ơn với tiền bạc đồng nghĩa với càng nhiều tiền bạc. Mỗi khi nhìn vào tờ tiền đó, nghĩ về những cái khoản tiền mình đã nhận được trong cuộc sống của mình. Giống như hồi sáng tới giờ mình thực hành đó, và các anh chị chuyển hóa lại cái cảm xúc của mình là biết ơn, đủ đầy, bình an, yêu thương, hạnh phúc ha. Nha các anh chị nha. Khi mà các anh chị có thể là duy trì được cảm xúc này nó càng nhiều, càng lâu ở bên trong thì phép màu thu hút tiền bạc đúng không ạ, nó sẽ càng mạnh mẽ bấy nhiêu. Cái câu này các anh chị, cảm ơn tất cả những khoản tiền tôi đã nhận được trong cuộc sống. Và nếu như trong cuộc sống của mình từ đây về sau mà mình nhận thấy rằng là mình đang sắp sửa phàn nàn vấn đề về tiền bạc. Ví dụ trời ơi, tiền điện nữa hả, tiền nước nữa hả, các thứ là đại đóng tiền học nữa hả con, là tiền rồi đó, đó chuẩn bị, mình thấy là chuẩn bị phàn nàn ha, thì việc của mình nghe chị đó là mình phải chuyển hóa nó ngay nghe chị nha, chuyển hóa nó ngay. Hãy hỏi chính mình rằng là tôi có sẵn sàng trả giá cái lời phàn nàn này không, bởi vì chỉ một lời phàn nàn ấy thôi cũng có thể ngăn chặn dòng chảy tiền bạc đến với bạn.
Anh chị nào ở đây mà hay hỏi Diễm không biết sao dạo này tiền bạc nó chưa được lưu thông đó, thì kiểm tra lại nha, kiểm tra lại xem bên trong của mình có những cảm xúc không tích cực về tiền bạc hay không, và mình chuyển hóa nó. Và từ hôm nay trở đi, hãy tự hứa với chính mình là bất cứ khi nào mà các chị nhận được tiền, dù là tiền lương, tiền hoàn trả, giảm giá, hay là ai đó tặng quà cho mình, hoặc là bất cứ cái thứ gì mà người khác gọi là cho mình mà mình không phải tốn tiền để mua, thì mình hãy cảm thấy thật là biết ơn chúng. Trong mỗi tình huống này bạn đều nhận được tiền, và mỗi tình huống đều là cơ hội để bạn sử dụng sức mạnh nhị mộc là biết ơn, từ đó gia tăng số tiền của mình. À, đây là những cái cơ hội để chúng ta có thể biết ơn tiền bạc, đúng không? Biết ơn cái quý nhân, cái con người tuyệt vời. Đầu tiên nha, đó là các chị phải biết ơn người tặng nha. Tại vì các chị biết rằng là để mà họ mua cái món đồ đó cho mình, họ cũng phải làm việc đó, các anh chị làm việc cũng khá là chăm chỉ, đúng không? Để mới có được khoản tiền đó mua cho mình. Nên đầu tiên các chị phải biết ơn. Biết ơn cái con người tuyệt vời đó. Là tiếp theo đó là mình biết ơn tiền bạc. Không, chứ Diễm thấy một số các anh chị là chẳng hạn như mình được ai đó bao mình ăn uống phải không? Cái người ta trả tiền cho mình xong cái mình nói cảm ơn tiềm thức, cảm ơn vũ trụ, là mình ngồi đó mình nghe mình cũng ứa cái chị nha, tự nhiên tôi bao nè, tôi đang trả tiền nè, tự nhiên cái ngồi đó cảm ơn tiềm thức, cảm ơn tiêu vũ trụ. Như vậy nó xét về cái việc là đắc nhân tâm thì chưa đắc lắm. À, hay là lần sau nghỉ bao nha. Ừ, lần sau rồi tự ăn đi ở đó. À, nên là thành ra là mình phải biết ơn cái người tặng cái đã. Không, biết ơn cái người mà đã giúp cho mình cái điều đó, sau đó cái chị muốn biết ơn ai, biết ơn cái đây gọi là cái đắc nhân tâm đó, cái chị nó phải đúng ra là như vậy, biết ơn cái con người đó đúng không ạ, sau đó mình biết ơn tiền bạc ha. Và cứ mỗi tình huống đó là cái cơ hội để mình có thể hút được thêm nhiều tiền bạc hơn, được không các chị ơi? Bây giờ các chị rõ điều này comment tôi ạ. À, cơ hội nha, chẳng hạn như là tự nhiên cái hôm nay tiền về 500 đồng hay 1.000 đồng thôi, tự dưng cái ngân hàng của mình nó hoàn trả lại cho mình cái khoản tiền của thẻ tín dụng đi, hoàn trả cho mình 5.000 hay 10.000 gì đó. Không, trời ơi, thay thay vì hồi xưa mình nói nè, chê, trời ơi, có 5.000, 10.000 thôi. Đó, khi mà mình có cái cảm xúc này nha, có nghĩa là mình đang đẩy tiền ra xa mình hơn. Còn bây giờ 5.000 hay 10.000 hay 500 đồng hay 1.000 đồng thôi, thì mình cũng phải biết rằng đây là cái cơ hội để mà mình tận dụng cái lòng biết ơn của mình hút đến với mình nhiều tiền hơn. Bao nhiêu số các anh chị rõ cái này comment tôi. Ai đó bao mình ăn uống miễn phí, đây là cái cơ hội để mà mình gia tăng phép màu thu hút tiền bạc. Ai tặng quà cho mình, trời ơi quý quá, mình phải biết ơn đúng không ạ? Biết ơn người tặng, là biết ơn tiền bạc, biết ơn những cái món quà đó. Các chị nha, đây là những cái cơ hội để giúp cho các anh chị sử dụng sức mạnh nhiệm màu của lòng biết ơn đó, từ đó giúp cho mình gia tăng cái số tiền của mình. Nên là đừng có chơi ít chơi nhiều nha, mà cứ thấy tiền, cứ thấy quà, cứ thấy những điều tốt đẹp cái là phải tận dụng để biết ơn ngay. Vậy số các anh chị rõ phần này comment tôi. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu thực hành. Đầu tiên là chúng ta sẽ viết ít nhất là 10 điều mà các anh chị cảm thấy biết ơn trong cuộc sống hiện tại của mình. Sau đó các chị lấy một cái tờ tiền ra, viết vào cái trên một cái mảnh giấy và dán lên tờ tiền đó cái câu cảm ơn tất cả những khoản tiền tôi đã nhận được trong cuộc sống. Và ngày hôm nay thì các anh chị cần phải bỏ tờ tiền này về trong ví hay là ở đâu đó, để mỗi ngày ít nhất là 2 lần, một lần buổi sáng, một lần buổi chiều tối, mình đọc lại những cái tờ, đọc lại cái những cái chữ viết mà các anh chị viết lên cái tờ giấy này, với cái lòng biết ơn thực sự cho sự đủ đầy về tiền bạc mà mình đã nhận được. Ok ha, rồi chúng ta sẽ bắt đầu thực hành ạ. À, nhờ ban tổ chức có thể mở cái trang thực hành lên để giúp cho các chị thực hành ạ. À.